Rồi, ta sẽ cùng nhau bắt đầu chơi thôi nào. Thật sự mình không biết chơi Conan đâu, nhưng mà tại mình cứ thích vác đi làm nhiệm vụ ấy. Rồi, wow, mình còn không mất nổi một tí máu luôn. Thật sự thì mình khá là thì bất ngờ, bởi vì mình chơi đấy không bắn trúng phát nào. Chắc là do tem bạn hơi bị yếu. Rồi đấy, xong mình bắn xịt ulti sạch rồi. Không, vậy mình nghĩ là quả này thua. Thật sự khá là khó để đánh Nita. Nita có cái con gấu thì cực kỳ kinh luôn. Với đạn của mình bắn vào chả khác gì. Không, đừng vào. Wow, quay. Mình bắn ulti ngu thế mà nó vẫn thắng được kia. Yes. Tại vì mình vác nhân vật này đi làm nhiệm vụ ấy. Đó, và mình sẽ lấy cái thể sao kia. Đây, mình cũng đã lấy được thêm 10 ngọc rồi. Thật sự thì mình thiếu đúng một ngọc ấy. Mình có 168 ngọc và nó cần phải 169 cơ. Thế là mình phải cày đến đây luôn để lấy cái nhiệm vụ này. Rồi, và giờ mình cũng đã đủ để mình mở khóa vé Bro Pass. Yes. Mình cũng đã hóng chờ rất là lâu rồi. Yay, đây chính là lần mở thứ hai của mình. Mình mong sao sẽ ra được những nhân vật huyền thoại mà mình chưa có ấy. Mà làm sao mở ra được nhân vật mình có rồi ta. Rồi, và giờ mình sẽ mở kỳ kinh tuyệt đẹp luôn. Đấy, và đầu tiên mình được cái nhân vật đây, trang phục tuyệt đẹp luôn. Quay rất là đẹp luôn ấy, nhưng mà mình sẽ review trong lần sau. Và đây, mình sẽ được thêm một nhân vật chiến binh sắc màu, đại tá Rút. Thật sự thì nhân vật đấy quá là mạnh luôn. Rồi, và giờ mình sẽ mở hom Duit. Nhân phẩm đâu? Xong, chả được cái gì. Không biết ra được nữa không đây. Nếu nó không ra được thì mình sẽ cày thêm một vài hòm nữa, xong rồi mở xem nó thế nào nhá. Đen thật sự ấy. Nhưng mà không sao, ta cũng đã có 42 trên 44 chiến binh rồi. Mình còn mong là mùa này mình ra được thêm một nhân vật huyền thoại nữa. Nhưng mà có vẻ như là khá là khó đây. Rồi, và mình sẽ mở lốt mấy cái hòm ở bên trên này. Luis, hòm siêu cấp. Có vẻ như đen rồi. Thật sự bây giờ mình sẽ kể thêm một số hòm nữa, sau đó thì mở ra xem có được cái gì không nha. Không thì video thế này thì nó quá là nhàm chán mất. Yes, ok, và mình sẽ đi cày ngay đây. Let's do it. Who's that Pokemon?
Thật sự mình cũng không nghĩ là mình mở ra được luôn ấy. Rất là vui luôn ấy. Nhưng mà mình sẽ làm video review vào lần sau. Wow, mình gần full nhân vật rồi, gần full bro rồi. Các chiến binh, mình còn thiếu mỗi spy thôi. Wow. Ok. Và giờ mình cũng muốn đổi tên clan, nghĩa là mình đổi luôn clan ấy. Mình sẽ có hai cái tên, nó sẽ xuất hiện trên màn hình này. Và mọi người nếu thích thì thích tên nào ấy, hãy bình luận xuống dưới bên dưới để cho mình biết nha. Hoặc nếu có đề xuất tên gì hay hay thì cứ thế mà chuyển nhá. Và giờ mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy cho mình một like, share, một đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Và giờ thì mình quyết định rồi, ta sẽ có video thường xuyên hơn. Và mình sẽ có một vài cái tiết mục khá là hay ho ở trong clan mới. Ok, và bye bye.